Chào anh em đã đến với kênh YouTube của máy đo chuyên vụ cắm cơm. Mình là Thành. Hôm nay mình sẽ đồng hành cùng anh em trong video lần này. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một bộ sản phẩm máy khuôn đục bê tông của Boss. Dòng sản phẩm này có rất nhiều ưu việt và ưu điểm và được mọi người tin dùng rất nhiều. Đối với dòng hãng của Boss thì đã xuất hiện ở Việt Nam ta lâu đời rồi, và độ các anh công trình hoặc là các gia đình đều rất tin dùng dòng sản phẩm này. Thì đối với bộ sản phẩm ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em gồm 3 bộ sản phẩm: GBH-2-24RE, GBH-2-24DRE và GBH-2-24DFR. Mỗi dòng mình vừa nêu sẽ có một cái tính năng khác nhau và chắc chắn sẽ có những giá thành khác nhau. Đây là sản phẩm GBH-2-24RE mình vừa giới thiệu cho mọi người. Đối với dòng sản phẩm này thì là nó sẽ có hai tính năng. Tính năng thứ nhất là tính năng phong búa. Tính năng thứ hai là tính năng phong xoay. Nếu anh em thực hiện các công việc như là các tường vách mình mỏng mềm thì mình dùng tính năng phong xoay, hoặc là trường hợp như là mình phong các trụ đà cứng hơn thì mình chuyển sang tính năng phong búa. Thì là tính năng tập giúp công việc phong mình dễ hơn. Về các cái thông số của 2-24 này thì về đường kính mà anh em khoan trên tường sẽ là 240mm, đường kính anh em khoan trên gỗ sẽ là 30mm và khoan trên sắt sẽ là 13mm. Về dòng máy này thì mình thấy bên bố lại có một cái cách nhớ về đường kính mũi khoan rất hay. Mình ví dụ như con này là 2-24 thì sẽ có đường kính khoan trên tường tối đa là 240mm. 2-26 thì có được tính tối đa là 26mm, đó là một mẹo nhớ cho anh em. Công suất của dòng máy này khá là mạnh mẽ, 790W và lực tập lên đến 27 N. Anh em có thể thực hiện công tác cũng còn rất là sức là ok. Tay về thiết kế cầm anh em thấy không, cầm rất ổn. Gần với tay cầm của mình sẽ có thêm một cái nữa là chỉnh chế độ đảo chiều, anh em thấy không, mũi tên này. Hướng này hướng mũi tên thôi anh em thôi, anh muốn em muốn bắn vào hoặc không ra không vào thì mình chỉnh theo hướng mũi tên này, không ra hoặc không vào, đó là tính năng của nó. Về hình thức dạng đầu SLS Plus của dòng máy 2-24RE này sẽ có một cái ưu điểm là anh em chỉ cần ghim mũi trực tiếp vào thôi, không cần phải dùng tháo nắp hay gì đấy, rất thuận tiện đối với dòng này. Đây mũi SLS Plus chui ra sẽ như thế này, anh em chỉ còn đặt nhẹ mũi vào thôi, anh em xây nhẹ mũi là nó sẽ vào khớp thôi, đây anh em rất dễ dàng. Đây mình sẽ trường 24DRE mình vừa nêu anh em. Về các cái thông số kỹ thuật, các cái đường kính khuôn hay là công suất thì giống như sản phẩm 2-24RE mình vừa nêu. Con này sẽ khác với con kia một tính năng, nó thêm một cái tính năng nữa là chức năng búa. Chức năng búa này sẽ như thế này. Lúc anh em chọn chức năng này, anh em sẽ không thấy cái mũi khoan mà nó xoay nữa, xoay theo hình thức xoay tròn tự tiến nữa. Nó có thêm một chức năng đặt búa đặt để anh em dùng các cái công việc thao tác như là mình cần đục phá những chi tiết nhỏ, giống như mình muốn đục phá nhà tắm chẳng hạn, như là các gạch men đóng tường đi, anh em muốn đục phá đó đi, công việc nhẹ đục nhẹ dùng búa này. Về dòng GBH-2-24 thì mình sẽ có thêm một dòng máy nữa dành cho anh em. Dòng này sẽ có thêm các tính năng ưu việt hơn những dòng còn lại. Tính năng ưu việt này ở điểm là đối với hai dòng sản phẩm trước thì anh em sẽ dùng một dạng mũi khoan duy nhất là SDS Plus. Nhưng với điều kiện mình còn tính về mặt kinh tế đi, nhà mình đang có sẵn mũi khoan cặp. Mũi khoan cặp như thế nào, đây mũi cặp là dạng như thế này. Mình đã có sẵn dạng mũi khoan này, hoặc là trong quá trình mình đi công trình đi thì chắc chắn anh em sẽ có rất nhiều loại mũi khoan.
nhưng đôi lúc cái mũi con gà của mình là bị rơi mất hay gì đó, mình lại không có mũi để sử dụng, thì phương án là mình sẽ có được dòng sản phẩm này. Thay một cái là anh em có thể thay đổi được đầu cặp, anh em có thể linh động sử dụng dạng đầu cặp chui gài SN Plus và dạng chui cặp như thế này, nó có thể thay được đầu chuyển đổi rất thuận tiện cho anh em. Còn về các thông số cũng chức năng thì khoảng 3 chức năng giống như sản phẩm 2-24DRE thôi, chỉ khác thêm một tính năng để mình sẽ giới thiệu về tính năng khác của nó cho anh em xem. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em về tính năng khác của nó. Dòng này anh em có thể thay đầu. Bây giờ anh em thao tác cái đầu anh em thấy không? Anh em nhắc nhẹ này xuống, anh em nhắc lên. Đây, đây là dạng đầu gài, anh em có thể xoay lại dạng đầu cặp giống như mấy con chúng ta. Anh em thấy không? Đây, đầu cặp như thế này. Thao tác gắn đầu đơn giản thôi, anh em chỉ cần để này, nhắn nhẹ xuống thôi. Rồi, máy sẽ tự gài. Đây, để thực tế hơn mình có thể test cho anh em xem sau khi thay đầu nó sẽ hoạt động như thế nào. Thay đầu. Đây, mình sẽ thay lại đầu kia. Rồi, tôi gài cho anh em nha. Và để test hơn, thực tế hơn về các tính năng, là để đảm bảo là một số anh em có hỏi với bên mình, trường hợp nếu thay đầu như thế này, gắn mũi khôn vào có khôn được trên tường hay không. Và đây, mình sẽ làm thực tế cho anh em luôn. Mình sẽ mang sản phẩm này thay đầu và sử dụng hai dạng mũi khôn như thế này và khôn trực tiếp, test khôn trực tiếp trên tường để xem thử là mấy cái đảm bảo được tính năng khôn nha anh em không nha. Đây, bây giờ mình sẽ làm thực tế cho anh em xem luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test thực tế cho anh em xem luôn là sản phẩm của mình sau khi thay đầu chuyển đổi đi cách có khôn được hay không. Đây, này là chui cặp anh em nha, sẽ gắn cái chui cặp này vào để cho anh em xem. Tắt gắn đơn giản rồi, đây mình sẽ gài của mình vào. Đây, khôn trực tiếp vào trên tường này cho anh em này anh em nha. Rất dễ nha. Đây, sẽ thay tiếp con chui gà này cho anh em xem. Đây, mình sẽ khoan tiếp một lỗ nữa kế bên thôi cho anh em xem. Anh em thấy sao ạ? Rất mạnh mẽ. Trường hợp anh em đang dùng mũi này nhưng mũi bị mòn đi, mà mình đang công việc mình đang khẩn cấp quá, mình lại không đi mua được, hoặc là đang làm trên cao, nhưng mà trong túi của mình là đang có cái mũi khôn, dạng mũi khôn đầu gài như thế này, đầu cặp như thế này, thì anh em có thể chuyển đổi thay đầu như thế này, rất thuận tiện cho công việc về phần tiết kiệm thời gian, về mặt kinh tế, nói chung là về mọi thứ rất lợi cho anh em. Đó là dòng sản phẩm 2-24DFR. Vừa rồi mình có để giới thiệu cho anh em 3 dòng sản phẩm của Boss và có lưu là những ưu điểm của từng dòng máy. Còn về giá thành sản phẩm này thì mỗi sản phẩm giá khoảng 3 triệu hoặc hơn 3 triệu một xíu thôi. Anh em có thể trực tiếp vào trang web của máy mình là máy đa chiều cắm cơm để tham khảo về giá thành chi tiết hơn, thì để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc là cần tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này, anh em có thể để bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp số hotline mình sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là truy cập vào trang web máy đo chuyên dụng .com, kích vào phần cần tư vấn, bên mình sẽ trực tiếp liên hệ và tư vấn cho anh em những dòng sản phẩm phù hợp. Cảm ơn em nhiều và hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Chào anh em.